Chào các bạn, em là Thủ Phạm Hải Đức, là xin hướng dẫn các bạn lắp ghép bàn chữ K. Cái này áp dụng được cả K đen và K trắng nha. Thì trước hết là mình kiểm tra hàng thì bên shop sẽ gửi là gồm có một mặt bàn này, một thanh gỗ ngang, một thanh sắt và hai khung chữ K như này nha. Kèm theo đó là có một bộ vít như này, lúc nào trong kiểm hàng cũng kèm theo cái này nha. Rồi vật dụng mình cần sử dụng để mà làm lắp cái giáp cái bàn chữ K này là gồm có một cái búa, có cũng được mà không có cũng được, không vấn đề gì. Hai là tua vít, này là bắt buộc nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp ha. Rồi trước hết bây giờ là mình sẽ lấy cái chiếc chân bằng cao su này ra trước nha. Mình sẽ có 4 cái. Rồi các bạn lấy cái chân chữ K. Cái mà có phần khúc như thế này đó là cái phần ở dưới này, cái chân này mình sẽ cho cái này vào đây. Đó, thì mình sẽ lấy cái búa mình đóng này. Hai khung K là tổng cộng là 4 cái cao su như này. Bạn nào mà nhà mà không có búa, mình dùng cái vật gì cứng cứng để mình đóng vào cũng được. Rồi, thế là xong. Bây giờ mình sẽ lấy thanh gỗ và ráp giữa hai cái khung chữ K này. Đây. Rồi, giờ mình ráp ra. Trong này mình có 4 con vít dài nha. Cái bàn gỗ này là mình sẽ dùng cái vít dài này. Thanh gỗ là sẽ dùng vít dài để bắn 4 con ở hai bên nha. Mình sẽ vặn sơ sơ vào. Các bạn đừng có vặn chặt quá. Mình chỉ bạn vừa đủ cứng tay thôi nha. Bên còn lại mình cũng làm như vậy. Tiếp theo là mình sẽ lắp đến thanh sắt ngang này. Thanh sắt ngang này các bạn lưu ý là mình sẽ dùng cái vít con ốc màu trắng này nha. Nhiều bạn này kia thường lắp nhầm lắm, các bạn lại thường hay báo với shop là kêu là con ốc, con vít này vào đây nó lại không có vừa. Nhưng mà thực sự là bên shop là con này nó sẽ bắt cái cây này nha, con màu trắng nha các bạn. Mình sẽ lắp ở trên này. Các bạn hướng hai cái hướng ốc ở đây và có sẵn cái lỗ ở trên ngang này sẽ hướng về hướng này nha. Tại vì khi mà mình cho mặt bàn lên đó
là con một con mic khác nó sẽ bắn từ đây vào, nó sẽ găm vào mặt bàn vậy nha. Bên này mình làm tương tự. Sau khi các bạn lắp xong thanh ngang này được chắc chắn rồi thì bắt đầu là mình sẽ lắp mặt bàn vào ha. Từ mặt bàn chúng ta sẽ lấy mặt bàn và mình để ra cái nền nhà. Các bạn lựa chỗ nào mà nó bằng phẳng nhất, không có chỗ gồ ghề thì các bạn để nó xuống. Mình sẽ lựa mặt bàn mặt nào đẹp thì mình sẽ để làm mặt trên, còn mặt nào xấu hơn này kia thì các bạn để xuống dưới. Đây, ví dụ mặt đẹp mình sẽ làm một bàn, mình sẽ để nó xuống nền nhà. Đây ha, các bạn còn không được gồ ghề gì ha. Sau đó là mình sẽ úp cái khung ca này lên như thế này. Các bạn lưu ý là mặt bàn bên mình là sẽ không có đục lỗ sẵn nha, các bạn sẽ tự đục lỗ. Mình sẽ để chân lên như thế này mà mình sẽ ướm xem theo mắt của mình thấy nó cân đối. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái vít chung như thế này. Mình sẽ có bốn con, mình sẽ bắt vào hai cái lỗ ở thanh ngang này và hai cái lỗ ở trong bắp của cái chân chữ K nha. Đó. Bây giờ mình sẽ ướm thử. Đây vào. Sau đó mình sẽ dùng tua vít, mình sẽ đắp bốn con ốc này vào, hai con ở đây ha và hai con ở đây. Mình bắt súng thì mình sẽ hơi dùng lực một chút, mình vừa xoáy mình vừa ấn. Bạn lưu ý là mình bắt ốc như thế thì sẽ vừa tới tay hơn ha. Tiếp theo là một con bên này. Con cuối cùng. Xong nó các bạn kiểm tra lại tất cả móng ốc.
xem lại từ vừa tới tay nha. Rồi, mình đã hoàn thiện, bây giờ mình sẽ làm bàn những mắt vào. Đây là mình đã hoàn thành xong việc lắp ráp bằng chữ K, áp dụng cho cả K trắng và K đen ha. Các bạn quan tâm thì có thể inbox cho shop để có thể biết được giá cũng như là kích thước của sản phẩm. Mình quan tâm thì mình mua ủng hộ shop ha. Bây giờ xin ra mình sẽ quay toàn cảnh cái bàn để cho các bạn xem ha.